Sáng ngày 29 tháng 5, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Quỹ Phú, ông Trang Công Cường, chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2023 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2024-2025. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Quyền, Chánh nhân phòng điều phối xây dựng nông thôn mới quyền tham dự hội nghị. Phát biểu tại nghị, bà Nguyễn Thị Phấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú, Chánh nhân phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Quyện cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua An Phú chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đến nay toàn quyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới là Khánh An, Khánh Bình và Phước Hưng, chiếm tỷ lệ 27,27%. ,27% các xã còn lại bình quân đạt từ 12 đến 17 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 72,63%. Dưới ấp nông thôn mới, khó 9 trên 23 ấp thuộc xã biên giới khó khăn được công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 39,13%, đạt 100% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, quyện đã phát triển được 8 sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận ô 3 sao. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở quỹ Phú là 106 .725 tỷ 725 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 90 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 15 tỷ đồng và nhân dân, dân đóng góp 1 .322 tỷ 322 triệu đồng. Trong giai đoạn năm 2024-2025, ấp Phú phân đấu có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Nam Ấp được công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt 90 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân 1,5% đến 2% trên năm. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị, Quỹ Ban nhân dân Quỹ Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò chủ thể tư nhân trong xây dựng nông thôn mới tăng cường liên kết sản xuất, gắn giới tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển bình dẫn, kinh tế hợp tác. Hợp tác xã là tiền đề để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ra soát lựa chọn nội dung trọng tâm, nhiệm vụ ưu tiên tập trung, chỉ đạo, thực hiện nhằm góp phần đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn năm 2024-2025 theo kế hoạch đề ra. Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2024-2025, ông Trang Công Cường, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Quỹ Phú đề nghị cho phòng điều phối nông thôn quyện xây dựng kế hoạch chung của Quỹ Ban Nhân dân quyện, trong đó phân định các chỉ tiêu không cần vốn đầu tư để triển khai thực hiện đến cuối năm 2024 hoàn thành. Đối với chỉ tiêu cần vốn tập trung thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công xây dựng, phân đấu đưa xã Quốc Thái và xã Khánh Bình đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhằm lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 8 của đảng bộ quyền. Hiện nay, xã Quốc Thái và xã Khánh Bình cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp quỹ đảng, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo tháo gỡ khó khăn dưới mắt. Bên cạnh Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Quỹ An Phú còn đề nghị các ngành chuyên môn, quỹ ban nhân dân các xã gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ thường xuyên của ngành địa phương nhất là gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng bác hồ bác tôn về chăm lo đời sống nhân dân từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên cùng nhau thực hiện đảm bảo Chủ tịch Quỹ ban nhân dân Quyện đề nghị sở ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp An Phú hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn năm 2024-2025. Dịp này, Quỹ Ban Nhân dân Quỹ Phú tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2023. <laughs>